Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Mình chính là người kể chuyện KSD. Và các bạn ạ, thông qua câu chuyện được ghi chép lại trong quyển sách mà các bạn đang nhìn thấy trên mặt bàn ngày hôm nay, thì mình tin chắc rằng việc ra khỏi nhà vào lúc trời tối, vào lúc 3 giờ sáng, thì những hậu quả kinh khủng, những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với các bạn đấy. Và đó chính là lời cảnh báo của mình. Các bạn hãy cẩn thận, bởi vì câu chuyện ngày hôm nay sẽ liên quan tới việc đó và sẽ được diễn ra như sau. Ây da, vậy là có vẻ như đó nha, cái hang này đó hả, không có nhiều khoáng sản như mình nghĩ. Chắc đây là một sự đầu tư thất bại của mình rồi. Hay, buồn ghê. Thôi, phải đi lên vậy. Ngày hôm nay đó nha, là mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft mới đó. Và đây nè, đây chính là ngôi nhà của mình mà mình vừa xây. Mình quyết định đó hả, xây ngôi nhà của mình ở vị trí này á, là bởi vì mình tính xây ngôi nhà của mình gần hai cái hang này. Nhưng mà thật sự đó nha, hai cái hang này đó hả, chỉ là cú lừa mà thôi. Nhìn cái hang này bự như vậy á, nhưng mà thực chất đó nha, bên trong cái hang chẳng có cái gì cả. Nó chỉ là một cái đường hầm thông suốt như thế này thôi. Còn cái hang phía bên kia đó hả, thì mình tưởng rằng đó nha, là mình sẽ có thể xuống rất là sâu và mình sẽ lấy được rất là nhiều khoáng sản, nhưng mà không. Thứ cuối cùng mình nhận lại được chỉ là 14 cái quặng sắt mà thôi. Thôi kệ đi, ít ra đó hả, có còn hơn không. Chứ lỡ như đó hả, không có hả, thì mình không biết làm thế nào mà sau này lỡ như cúp sắt rồi rìu sắt của mình bị hư á, thì mình sẽ sửa như thế nào nữa. Được rồi, bây giờ chắc là cũng chuẩn bị trời tối rồi nè, thấy không? Mặt trăng đang dần dần xuất hiện rồi và mình cũng không còn thấy vị trí của mặt trời luôn, nên chắc là mình sẽ chuẩn bị đi ngủ cái đã. Nhưng mà trước khi đi ngủ á, thì mình có để ý á, là đồ ăn của mình sắp hết rồi. Mình chỉ còn có một cục thịt thỏ, thịt cừu chín mà thôi, mà mình lại không muốn ăn thịt thối rữa đó đâu. Ăn thịt thối rữa hoài đó hả, bị đau bụng á, nên chắc là mình sẽ đi vòng vòng mình coi thử xem là liệu quanh đây có con gì hay là không. Và bắt đầu có gì đó lạ lạ rồi đó nha. Tại sao xung quanh mình chẳng hề thấy bất cứ một con heo, một con bò, con gà nào vậy nhỉ? Mình chẳng thấy con gì luôn á. Mà cái hiện tượng này là nó đã bắt đầu xảy ra ngay từ cái lúc đó nha, mà mình xây xong ngôi nhà này. Trước khi mình xây xong ngôi nhà đó nha, thì mình vẫn còn thấy một vài con cừu để mình giết cừu á, rồi mình làm giường. Vậy mà bây giờ mình chẳng hề thấy một con heo, con bò, con gà nào luôn. Giống như là bọn chúng hoàn toàn bị bốc hơi, hoàn toàn bị biến mất vậy rồi đó. Thôi vậy, chắc là bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng là mình sẽ bấm bụng luôn đi. Mình sẽ để bụng đói mình đi ngủ luôn. Rồi sáng ngày mai hy vọng rằng là vào lúc buổi sáng sớm á, thì những con heo, bò, gà sẽ lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa, để mình có thể làm thịt mình ăn. Chứ mình mà cứ ăn thịt tối rửa sống qua ngày hoài, chắc riết là mình chết luôn á, mình sẽ bị héo queo luôn. Thôi được rồi, mình đi ngủ đây. Mình sẽ làm việc tiếp tục vào sáng ngày mai vậy. Ngủ thôi nào, let's go. Ôi, ủa, wait, what, cái gì vậy? Hả, mình đang nằm ngủ thì bỗng dưng mình lại nghe thấy tiếng động giống như đó hả, là những tiếng của con heo, con bò, con gà hét lên á. Đúng rồi, đó là tiếng động của heo, bò, gà hét lên. Nhưng mà tại sao khi mình đang ngủ á hả, thì mình lại nghe thấy tiếng heo, tiếng bò, tiếng gà cơ chứ? Cái gì vậy? Nhưng mà rõ ràng là hồi sáng này đó nha, trước khi mình đi ngủ đó hả, mình đã cố gắng tìm mọi cách có thể luôn để mình có thể tìm được heo, bò, gà mình làm thịt mà. Mà bây giờ đó hả, mình lại nghe thấy tiếng heo, bò, gà hét lên. Giống như đó hả, là những con động vật đó đang phải bỏ chạy khỏi thứ gì đấy. Cũng như đó hả, là hình như bọn chúng đang bị làm thịt hay sao á. Và bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ mặt trăng ở vị trí này chắc là rơi vào khoảng 2 hoặc là 3 giờ sáng á. 2 hoặc là 3 giờ sáng và tiếng những con bò, heo, gà rống lên hả? Wait what, có gì đó kỳ lạ rồi đó nha. Thôi được rồi, để mình thử đi vòng vòng đây thử coi. Để mình coi thử xem đó hả, là liệu tiếng của những con heo, bò, gà đó phát ra từ đâu. Và liệu mình có thể biết được bất cứ thứ gì đó hả, về cái vùng đất, về cái thế giới Minecraft mà mình đang sinh tồn trong ngày hôm nay hay là không. Và, ơi, hả, coi nè, ở đây có một ngôi làng. Trời đất, mình không biết đó nha, là gần ngôi nhà của mình lại có một ngôi làng như vậy luôn á. Mình cứ tưởng hả, là gần ngôi làng, gần ngôi nhà của mình chẳng có gì hết trơn á đó, bởi vì mình đi từ phía bên kia qua nè. Vậy là hồi nãy đó nha, nếu như mình ráng chịu đi thêm một xíu nữa thôi là mình thấy được một ngôi làng rồi.
Ây da, thôi cũng được, cũng được, cũng được. Có ngôi làng đó nha, thì mình nghĩ rằng đó hả là mình sẽ được an toàn. Và bây giờ để mình thử bắt đầu bước vào bên trong ngôi làng này coi. Và hãy coi nè, ở đây mình thấy có một cái ruộng lúa. Và cái ruộng lúa này, hả? Từ từ, đây là ruộng lúa cà rốt nè, đây là ruộng lúa mì nè. Nhưng mà ở giữa này là cái ruộng lúa gì mà tại sao lại không còn một cái gì vậy nhỉ? Hả? Vậy làm sao ta? Cà rốt và lúa mì thì vẫn còn, nhưng mà cái ở giữa đó nha thì không còn gì hết trơn hết đó. Hay có khi nào là các ông dân làng trong ngôi làng này không thích ăn cà rốt và không thích ăn lúa mì không ta? Cái gì kỳ lạ vậy nhỉ? Các ông dân làng ơi, các ông dân làng, có ai ở đây không vậy các ông dân làng? Mình không hề nghe thấy tiếng động của bất cứ ông dân làng nào luôn. Mình cảm thấy nó khá là kỳ lạ đó. Và giống như là ngôi làng này là một ngôi làng chết. Ơi, coi nè, ở đây cũng như vậy, cũng là một cái ruộng lúa. Nhưng mà cái ruộng lúa này đó nha, là lúa mì đó hả thì vẫn còn, nhưng mà có vẻ như đó hả là không còn một cái gì ở đây hết trơn hết á. Và ở đây còn cái cây nè, giống y như đó hả cái ruộng lúa hồi nãy. Được, được, được rồi, sẽ nhờ cái cây này mà mình biết rằng đó nha là các ông dân làng đã ăn cái gì. Và hả, là khoai tây. Các ông dân làng trong ngày hôm nay đó nha đã không ăn lúa mì, đã không ăn cà rốt, nhưng mà chỉ toàn là ăn khoai tây không à. Vậy là sao? Tại sao các ông dân làng đó nha lại bỏ qua cái hả cái lương thực thực phẩm rất là dễ tìm như là hả lúa mì mà lại không chịu ăn, rồi cuối cùng lại ăn khoai tây là sao nhỉ? Thôi được rồi, mình nghĩ rằng là chắc có cái gì đó khá là kỳ lạ và bí ẩn ở đây á nha. Không lý nào đó hả các ông dân làng lại bỏ qua hết toàn bộ những cái lúa mì được. Đâu, ở đây còn cái ruộng lúa này nè, coi thử coi. Đúng rồi nè, ở đây là có cà rốt nè, rồi hả lúa mì, rồi như cà tím cái gì nữa. Nhưng mà các ông dân làng không hề thèm đụng vô, mà chỉ ăn mỗi khoai tây thôi. Hay có khi nào mình thì không hề thấy bất cứ một ông dân làng nào sống ở trong đây cả? Ôi ôi, vậy có khi nào là không phải các ông dân làng ăn khoai tây, mà là đã có một con quái vật gì đó ăn không ta? Ôi, thôi. Vậy thì đấy nha, cái việc đó hả, ở lại ngôi làng này chắc chắn là không an toàn tí nào hết trơn đó. Mình nghĩ rằng đó hả, là mình nên rời khỏi ngôi làng này ngay lập tức, trước khi á, là mọi chuyện quá muộn xảy ra. Hơi ghê ghê rồi đó nha, sợ thiệt sự luôn. Rồi thôi, đi về nhà lẹ. Dù gì đó hả, là khi mình tới ngôi làng này, mình cũng đã lấy được đó hả, ít nhất là 3 củ khoai tây á. Có gì đó nha, dùng khoai tây ăn đỡ cũng được, không sao hết trơn. Rồi, ăn đỡ thôi cho đỡ đói, chứ lỡ mất công đó quá là chết mình luôn á. Về lại ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Bây giờ đó hả, không có nơi nào an toàn và quan trọng hơn là ngôi nhà của mình hết trơn á đó. Rồi, về nhà thôi nào. Và ôi, cái gì vậy trời? Hình như là bên trong ngôi nhà của mình có ai đó đang đứng hay sao á. Mình có thấy đó hả, một bóng dáng người màu trắng, trắng tinh trắng khôi luôn. Và hả, là người đó đang đứng nhìn mình ở bên ngoài cửa sổ hay sao á, ở bên trong cái chân ngôi nhà của mình nè, nhìn từ phía cửa sổ ra. Cái gì vậy? Mình nhớ là rõ ràng đó nha, khi mình ra khỏi nhà là mình đóng cửa lại rồi mà ta. Có ai trong đó được mới được cơ chứ? Và có ai không vậy? Hả? Không có ai hết trơn. Hay có khi nào mình nhìn nhầm không ta? Nhưng mà, ủa? Hình như là bên trong ngôi nhà của mình có cái gì đó đang lơ lửng kìa. Ủa? Có cá. Bên trong ngôi nhà của mình có rất là nhiều cá luôn nè. Mà, ủa? Mấy con cá sống này là từ đâu ra nhỉ? Mình nhớ rõ ràng là hồi nãy khi mình ngủ dậy từ cái giường của mình đó nha, là không hề có những con cá sống này. Vậy thì tại sao bây giờ lại có ta? Vậy là sao? Hay có khi nào con cá sống này là liên quan gì đó tới cái thực thể mà hồi nãy đang đứng ở trong ngôi nhà của mình rồi nhìn mình hả nhỉ? Mình cũng không rành và không rõ cho lắm. Nhưng mà mình chắc chắn đó nha, là cái thế giới Minecraft này có cái gì đó rồi. Từ việc đó hả, cái ngôi làng kia trở thành một ngôi làng chết, và các ông dân làng đó hả chỉ ăn mỗi khoai tây mà thôi. Mà mình tin chắc rằng là không phải các ông dân làng ăn khoai tây đâu, con gì đó ăn á. Rồi khi quay về nhà đó nha, thì mình thấy trong nhà của mình có một cái tên nào đó, và sau đó đó hả, mình đi vô thì biến mất tiêu. Rồi toàn là cá không à. Vậy rốt cuộc là đang có chuyện quái gì vậy trời? Hả? Ủa? Tiếng zombie hét. Cái gì? Ê, mà đúng rồi nha, nói đây giờ mới nhớ, nãy giờ là mình sinh tồn trong cái thế giới Minecraft này, mình chưa hề thấy một con zombie, một con Reaper, con skeleton nào luôn. Vậy mà bây giờ đó hả, mình đã nghe thấy tiếng zombie hét là sao?
tiếng zombie hét hình như đó hả, là ở bên trong cái khu rừng này nè, bên trong khu rừng ngay phía sau ngôi nhà của mình. Đâu đâu đâu, thử đi ra thử xem như thế nào, thử xem đó hả là liệu á mình cấy được zombie hay là không. Nhưng mà tại sao đó nha, zombie đó hả lại hét lên cơ chứ, chuyện gì vậy? Và ôi coi nè, thịt thối rữa, đây chính là thịt của zombie á. Nhưng mà tại sao thịt thối rữa lại nằm ở đây, và kẻ nào đó hả đã giết những con zombie này? Rõ ràng không phải là mình rồi, bởi vì khi mình đứng ở trước ngôi nhà của mình đó nha, là mình không hề thấy con zombie nào cả. Và lúc đó đó hả là mình nghe được tiếng hét zombie. Vậy chắc chắn là trong cái thế giới Minecraft mà hiện tại mình đang sinh tồn đó nha, không phải chỉ có duy nhất một mình đang sống đâu, mình tin chắc là như vậy. Thôi, quá đủ rồi. Mình nghĩ đó nha, như thế này đó hả là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Mình nên mau chóng về lại nhà của mình thôi, và mình nên đi ngủ trước khi đó hả chuyện tồi tệ xảy ra với mình. Ngày hôm nay đó hả, bọn heo bò gà thì không thấy đâu hết, mà chỉ nghe thấy tiếng hét thôi. Rồi zombie cũng có tiếng hét, rồi nhân làng đó nha thì cũng chết mất tiêu. Bây giờ cái thế giới này hả không còn ổn tí nào hết trơn đó. Đóng cửa lại nào và mình sẽ đi ngủ. Ủa, cái gì vậy? Sao mình vừa tính đi ngủ đó nha, thì đó hả, coi nè thì hả mình nghe tiếng nhân làng hét lên đó nha, rồi nó ghi là ruột gan của nhân làng vừa bị moi ra ngoài. Cái gì vậy hả? Trời đất ơi, nghe có ghê quá vậy trời. Phải làm sao? Ôi, mình ngủ thì không ngủ được đó nha, mình không thể nào ngủ được đó hả. Nhưng mà nó cho mình cảnh báo, nói mình rằng đó hả là ruột gan của nhân làng vừa bị moi ra ngoài kìa. Vậy là sao cơ chứ? Ai làm chuyện này đó? Ai làm chuyện này? Vậy hóa ra đó hả, đó chính là toàn bộ lý do vì sao mà tất cả các ông dân làng trong ngôi làng kia kìa đã bị giết chết hay sao? Họ đã bị moi gan, moi ruột ra, moi hết nội tạng ra ngoài. Nhưng mà thực sự đó hả, ai mới là người làm như vậy với họ cơ chứ? Và bây giờ mình không có tài nào ngủ được luôn. Ây da, rốt cuộc là đang có chuyện gì diễn ra vậy trời đất ơi? Và ơi, con gì đây? Bạn đã bị moi nội tạng, bạn đã bị Monster Bear Zunomaly moi ruột hả? Monster Bear Zunomaly là con quái vật cấu trong game đó mà. What the hell, nó sẽ là con quái vật giết mình hả? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà đôi khi mình nghĩ rằng các bạn không nên ra khỏi nhà và bước vào bên trong những khu rừng vào lúc 3 giờ sáng. Bởi vì rất có thể chỉ vì một chút muốn thỏa mãn sự tò mò của các bạn mà các bạn đã vô tình dẫn dắt một con thực thể ác quỷ bước vào bên trong ngôi nhà và sẵn sàng tiêu diệt các bạn như là Monster Bear Zunomaly đấy. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.